trời ha, cũng buộc khăn tang để tưởng nhớ đến sư chủ trì Lý Đen, rất là đam mê môn thể thao đua cây ngò, cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Như vậy là nhà chùa quyết định ba chiếc cây ngò đều buộc khăn tang hết ha. Đây, đây là khăn tang đó bạn, đó đây là cây ngò của chùa Phương Mơi. Đây, chiếc này đóng hình như là năm 2019 vậy bạn, chiếc này phụng hoàng ha, đóng sao ha, chiếc cây ngò này buộc khăn tang luôn đó bạn ha. Đó, buộc khăn tang cho tưởng nhớ đến sư chủ trì Lý Đen, là một sư, cũng là một vị chủ trì của chùa Trì Tâm Chác, cũng là rất là đam mê môn đua cây ngò của đồng bào dân tộc Khmer. Thì nhà chùa người ta quyết định buộc khăn tang ba, hình như là ba chiếc cây ngò luôn bạn, chiếc nào cũng buộc khăn tang hết á. Đây mình để quay một đoạn ngang video ngắn cho cô chú mà xem. Đây là phụng hoàng hay chiếc này ha, chiếc này đóng sao, đóng sao cùng mà không có thi đấu ha, không hình như là không có thành công chiếc này đó. Chiếc này không có thành công thì nhà chùa không có đem đi thi đấu ha. Như vậy là nhà chùa ta quyết định tưởng nhớ đến sư chủ trì, thì người ta đã buộc khăn tang trên ba chiếc cây ngò của cây ngò Phương Mơi, thành phố Sóc Trăng đó. Bữa nay mình cũng quay một đoạn cho các chú bạn xem ha. Ba chiếc đều như là ba chiếc đều buộc khăn tang hết bạn, ba chiếc ha, ba chiếc đều buộc khăn tang hết, chiếc nào cũng buộc khăn tang. Chiếc này đóng sau cùng này, chiếc này nè, nhưng mà hình như là bơi không có thành công, nhà chùa không có đem đi thi đấu nha. Đó, mình xin thông báo cho cô chú bạn xem biết chiếc này. Chiếc này là phụng hoàng đó chú bạn, phụng hoàng ha. Hình như là Trì Tâm Chác hiện tại còn ba chiếc cây ngò, Tâm Chác còn ba chiếc cây ngò ha. Đó, đây buộc khăn tang đó bạn, đây buộc khăn tang ha. Đây ta tưởng nhớ đến sư chủ trì Lý Đen của chùa Trì Tâm Chác. Mình cũng đến đây để mình review một đoạn video ngắn cho cô chú anh chị các bạn xem chùa Trì Tâm Chác đang làm lễ tang cho sư chủ trì chùa Lý Đen đã viên tịch lúc ngày 10 tháng 12 năm 2023 5 giờ chiều. Đó, chiếc ghe này cũng còn rất đẹp ha, nhưng mà nhà chùa không có thi đấu ha. Chiếc ghe này hình như đóng nó không có ghe, không có được lướt, nhà chùa quyết định không có đem ghe này đi thi đấu. Ba chiếc ghe là hình như là đều buộc khăn tang hết đó chú bạn ha. Đó, cũng lại review một đoạn cho cô chú bạn xem. Đây, thăng tang hết ha. Tưởng nhớ đến sư chủ trì Lý Đen đã dân tịch rồi, người ta biết ơn đến sư chủ trì. Sư chủ trì cũng là đam mê môn đua ghe ngò của đồng bào dân tộc Khmer. Rồi, bởi vì nhà chùa quyết định đeo thăng tang ba chiếc ghe ngò luôn ha. Để mình chúc mình sẽ qua phía bên kia mình quay hai chiếc kia luôn cho các bạn xem ha. Đó, đây chiếc cây ngò này do Dinh Vũ đóng nha, chiếc này do Dinh Vũ đóng. Chiếc cây ngò nhìn rất là ngầu ha, nhìn cặp mắt giống như là cặp mắt thật luôn ha. Đó, đây rất đẹp. Rồi mình sẽ quay cái chỗ là hỏa táng an sư ha. Lò hỏa táng sư đó. Đây, đây chỗ lò hỏa táng này. Đây cũng rất đẹp. Mấy anh YouTuber này đợi đợi có khách vô máy bay nè.
quay đại đi chị ơi, đừng về chị ơi. Đi chỗ hỏa táng sư chủ trì, đây cầu hỏa táng sư chủ trì ha. Đây nói chung người ta đang trang trí, đây. Thì cũng đang đọc ในการจัดการ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 ในการจัด
Thì là ngày thứ sáu em sẽ hòa táng à. Ngày thứ sáu sẽ hòa táng sự kiện. Đây chỗ thì ngày thứ sáu sẽ hòa táng sư lúc 8 giờ tối em. Có thông tin các bạn ha, thông tin. Thì bây giờ thì nhà chùa đã đeo tang hết luôn, đeo tang hết để tưởng nhớ đến nghe ngô, đeo tang nghe ngô để tưởng nhớ đến sao chủ trì Lý Đen, cũng là một sư rất là đam mê môn đua nghe ngô, đã tưởng nhớ đến sư là đeo khăn tang cho nghe ngô. Đó, mình bữa nay mình xin thông báo đến cô chú bạn biết thông tin. Ngày mai xong. Thì chỗ hòa táng sư đang chăn trí đây là chỗ hòa táng các bạn ha, hòa táng đang chăn quay một đoạn tôi chú bạn xem, phía đó là ngôi chánh điện của chùa Trần Tim chắc khác là Trần Tim cũ. Đây là phong cảnh của ngôi chỗ hòa táng sư chủ trì. Đây là chỗ hòa táng sư chủ trì ha. Đây là phong cảnh của ngôi chùa. Bữa nay mình cũng quay một đoạn video ngắn đây cho các bạn xem á. Đây là phong cảnh của ngôi chùa. Thì cảnh bà con ta lại buôn bán cũng rất là nhiều,
Đây. À, nói chung nghe ngon ba chiếc đều đeo khăn tang hết em. Đeo khăn tang hết luôn, nghe ngon. Bây giờ nhà chùa đều đeo khăn tang. À, chỗ đó là chỗ quả tạng sư. À, chú gì? Đây mình tới đây quay cũng bị giao ngắn rồi. Chắc ngày mai sẽ làm chỗ và đáng này xong rồi. Ngày mai chi bị tăng vậy là clip của mình tới đây kết thúc mà mình quay clip ngắn đây. Cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú bạn rất nhiều. Thank you.
Thank you.